vâng, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Thì mình là Cáo đây. Và ok, đến với clip này hôm nay thì mình sẽ làm một clip bắn đua nha anh em. Nhưng mà clip hôm nay mình sẽ ghép ngẫu nhiên thêm một thanh niên nữa. Không biết là có được cái thêm được ích lợi gì không hay là chỉ thiệt đi thì kill lại giảm cho một vị thần thì chán đời lắm. Mà mình để ý bắn ở ngoài ghép được một trận mà ghép trúng người xong ghép trúng địch là người ấy rất là khó. Và hiện giờ đó có một thanh niên nhảy bên nhà bên kia. Mình sẽ cầm AK ra sấy. Hello. Hello. Hello bạn trẻ. Ok. Mình sẽ nhặt súng phóng lựu. Đấy, mình có thấy một thanh niên nhảy xuống đây mà. Sao giờ không thấy nữa rồi. Thế mà cái tiếng kia nó có ồn vào, anh em thông cảm cho mình nha. Bởi vì ông kia hình như ông bật mic hay sao ấy. Đấy, anh em nhìn cái hình loa. Nhìn thanh niên bật mic. Hơi khó chịu. Giờ mình chẳng nghe tiếng chân xung quanh. Mặc dù hồi nãy có người nhảy xuống cùng mình mà. Cứ mặc kệ. Vừa đáp xuống để cho thằng cáo nhặt được AK phóng lựu là thôi rồi. Na các bạn ấy rồi. Xót nút xong cái nhà gỗ này mình sẽ chạy qua bên chỗ đồng đội mình nha. Bây giờ không có cái ba lô nào vậy. Ok, giờ mình sẽ chạy vòng qua chỗ đồng đội mình để xem ông ấy bắn như thế nào. Cần cover không? Chứ cứ để yên ông em một mình hai thằng hai nơi thì có phải không ổn anh em ạ. Đi đồng đội là phải đứng gần, đi gần nhau. Nhưng mà không kỹ năng thì phải đi gần nhau để đậu xanh vừa nói xong ông ấy gục ạ. Ôi bạn ơi, cách xa 500m thế này là sao mà tôi cứu được. Là clip này đành một mình solo đua thôi anh em ạ. Hay buồn rồi. Đậu xanh. Dẫn theo đồng đội để làm gì? Để feed đồ cho địch ạ. Cạn lời. Ok. Giờ mình sẽ đi xuống. Mình định vòng lên khu cổng trời. Nhưng mà lỡ vòng xuống đây rồi thì mình sẽ đi thẳng ra doanh trại nha anh em. Nó hiếm lắm mình mới ghét được cái trận có người này. Cảm giác nó thật là mới lạ anh em ạ. Mặc dù ở bên server Việt Nam bắn người lúc nào cũng là người. Bắn nó ngán lắm rồi. Nhưng mà sang cái server này, cái cảm giác thèm được một lần nó gặp người ấy, sung sướng mà nhận nhường nào. Ô đồng đội vừa vào game đã chết rồi. Cặn nhời. Bo lại còn về đây. Ok, mình sẽ lên cái chòi này xem trước nha anh em. Hình như có cái ba lô ba. Đấy. Tinh hơn mắt cũ. Giờ mình có nên đi nút đồ hay là đứng ngay chờ bọn ở dưới kia chạy lên ta? Có lẽ là mình đi săn đi. Ok, giờ mình sẽ vòng lên trên đồi thung lũng này nha anh em. Cái ông kia chết bật mic mà không thấy cái mắt đâu. Lỗi game à? Hiện giờ giáp mình giáp 1. Giờ mà gỡ thằng địch thì nó sấy cho thì nát rim. Nghe làm gì vậy? Hả chứ? Vâng, thanh niên nhảy xuống rồi AFK. Cạn lời. Có lẽ là mình sẽ lấy cái xe này đi. Mà xe đi mà cầm phóng lựu thì không ổn. Xe phải cầm tiểu liên hay là shotgun đi cover. Nhảy xuống còn có cái máy bắn. Chứ mà đi xe cầm phóng lựu thì lúc mà nhảy xuống bắn phát vào chân thì có phải là tự sát không? Đây đây đây, có một thanh niên, có một thanh niên đấy. Chạy này
giết luôn. Từ có hai thanh niên, mình sẽ ra giết thanh niên ở trước nha anh em. Mày làm sao? Trời đủ, thế mà còn trượt. Hết máu rồi anh em ạ. Ok, giờ mình sẽ cầm phóng lựu giết thằng này nha. Dám cục xúc với tao nãy giờ là không được. Thằng này không biết sợ là gì anh em ạ. Đã một quả phóng lựu bay ra trước mặt rồi mà nó không biết sợ là gì. Từ từ nha, còn một thanh niên kia nữa nha. Có máu không bạn ơi? Có một cục máu thôi à? Kia nha. Mình không có giáp. Nó bắn một cái gì rát thế nhỉ? SKS à? Ok, giờ mình sẽ vòng ra cái nhà kia nha anh em. Thằng này bắn rát quá. Không biết nó có ra đây không. Không ra thì mình phải công thôi. Giờ hết máu rồi. Ừ, tay mình hơi ra mồ hôi. Ok, mình sẽ lên xe quất luôn nha anh em. Mình sẽ giữ khoảng cách sau đó bắn phóng lựu nha anh em. Đậu xanh. Nó cũng lên xe đuổi mình luôn kìa. Ghê nha, ghê nha. Rồi mày xuống xe xem. Cái gì vậy? Không biết cổ phóng lựu có qua ở đây không ta? Thằng này cầm SKS. Được rồi. Thế thì làm thế này. Không hù được nó. Mình sẽ lên nhà công đó nha. Bây giờ còn cái nhà nữa mà quên mất. Bạn gì ơi? Thằng nhìn chạy mất ạ. Cạn lời. Tưởng định khô máu với mình cơ. Mà ai ngờ lại chạy mất tiêu rồi. Đậu xanh không ạ? Bạn gì ạ? Có lẽ là mình sẽ lên xe lùi về sau nha anh em. Không biết cái xác thằng kia còn máu không. Mình sẽ chạy ra cái xác này nha. Có máu không bạn ơi? Đây rồi. Cứu tinh của đời tôi ở đây chứ đâu. Ok, thế là lại có máu mua. Lại ngon lành canh đào liền. Mà hiện giờ là mình đang làm cái nhiệm vụ thẻ vô cực. Đi 2000m bằng xe. Thế là mình phải lên xe mà cán thôi. Bo về trên cổng trời à? Có vẻ hơi gắt à nha. Với lại cái ping của mình nó cũng không được thơm tho cho lắm. Hiện giờ là mình băng dùng cái mạng thành quả thánh sim. Thành ra là nó rất là lag anh em ạ. Đấy, có máu này. Đấy, có máu là mình thích. Có máu là mình yêu ngay. Chỗ này cũng gần trong bo rồi. Thằng kia chắc nó cũng vòng ra đây rồi anh em nhỉ. Nó đi từ cầu chỗ đập thủy điện. Chắc phải vòng vòng ra đây thôi. Đây có cái xe mới này. Xe bị bắn mất gần một nửa.
Mình sẽ chiếm cái xe mới nha anh em. Trời đậu này còn xe nữa. Một xe. Dí luôn. Nani. Sao cái nhát thế nhở? À đấy. Thanh niên này sợ quá lại chạy rồi ạ. Cạn lời. Đi toàn gặp ông nhát cái thế này thì chơi với ai? Đứng lại mà không solo không máu cho ăn. Mà chạy thì cũng phải thôi. Chỉ cần đứng thêm khoảng 3 giây nữa là bạn ấy sẽ bay đầu ngay. Mình bắn nó cũng khoảng được hơn 100 tiết rồi. Nán lại tí nữa là nó vỡ đầu ngay. Với là mình cũng không quen bắn cái ông ngắm ấm nhiệt à, gọi là gì? Ông ngắm nhiệt. Cho nên là bắn khá là khoai. Thôi bóc cuối mình sẽ không dùng xe nữa nha anh em. Bởi vì mình đã nói rồi, mình lái xe thực sự rất là ngu luôn. Đậu xanh nhà nó. Mình thề mỗi lần mình thấy cô lái xe là mỗi lần mình chết nhầm. Thề với anh em luôn. Nên là lần này mình sẽ quyết định không lái xe nữa nha anh em. Có thể đây là quyết định đúng đắn của cuộc đời mình. Đậu xanh. Thế còn được mấy ông. Hạc hai ông à. Bắn xong nhát chết chạy mất. Từ từ. Mình sẽ giờ đeo xe tai nghe anh em ạ. Ok, mình phải chỉnh lại cái tai nghe. Để chắc chắn là địch nó ở phía nào. Nghe tiếng chân cho nó dễ. Bo về đầu đá. Khoa nhỉ. Bởi bé quá. Mình định dùng ninja ẩn thân nhưng mà có vẻ là không được anh em ạ. Okay, giờ mình sẽ chạy thẳng xuống đèo đá và chiếm một cái nhà. Chắc mình chiếm nhà chữ L đi. Nhưng mà chữ L để thủ nhanh. À, thằng đi xe xanh. Rồi. Tao biết mày rồi. Hello bạn ơi. Đúng cái thằng đi xe xanh về đèo đá rồi. Nhưng hiện giờ là mình không nghe tiếng chân của ai hết. Bây giờ còn 5 người. Mình thấy kinh trận này cũng khá là ít. Một ông cầm thẻ vô cực nãy giờ ông ấy bắn hơi bị nhiều rồi. Mình cũng chưa biết ông ở đâu. Đây rồi. Hàng đây chứ đâu. Team 2 ở trên này. Mình sẽ vòng cái sau móc nha anh em. Tiếp tục có lên. Đấy, mình có thấy team 2 ở trên này. Khả năng cao là chúng nó đang tấn công ở phía kia. Đấy, nó có sai đâu. Đấy, ngon lành liền. Ông ăn ông ngắm nhiệt rất là khó anh em ạ. Mình không hiểu tại sao nhưng mà mình khe ông ngắm nhiệt vào đầu không được. Chúng ta mới đẩy lên thôi. Hay lắm, bo về trên này. Còn 5 thằng, vậy là 2 team 2 à. Mình sẽ chiếm cái hốc đá kia trước nha anh em. Chiếm bo trước cũng là một cái lợi thế. Ông nào bắn tôi đây. Ra thế.
ok ạ. Anh em thấy pha cuối mình xử lý ok không? Ok, có lẽ là clip mình dẫn đến đây nha anh em. Anh em thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nha anh em. Ok, bye tất cả anh em. Bye bye.